cái rành. Nè bà Lan nhảy. Quay quay. Hai chín đang đi hồ gươm. Đây hồ gươm Hà Nội. Lên hình nó sáng. Là một phần Việt Quốc và một phần sầu riêng, một phần là 25k nha mọi người. Kẹp bánh xốp này nè hoặc là bánh mì. Giờ lạnh ăn kem kẹp Singapore lạnh lè lôi. Ngon lắm mọi người, cảm nhận đi chị. Ngon. Dành cho anh Linh và bé Hậu. Cảm giác xe xe lạnh mà ăn kem. Nhảy đi nha. Đây là tòa nhà Quốc hội nơi các chủ tịch nước và các tổng thống gặp mặt để giao lưu, hoặc là mọi người có thể họp về chính phủ thì lại đây. Hôm nay chúng tôi có dịp tiến vào Lăng Bác và đi tới thăm Lăng Bác. Đi tới thăm Lăng Bác. Người nha mọi người, quá trời mát, quá trời đẹp. Đây, các chị em đi tham quan rất là đông. Vô nhà sàn cũng đi má. Rồi vô đi chánh cho trong đó. Đi. Ai cũng là dân Việt Nam mà. Đó, đây là vườn bưởi của bác. Đây là cái tài này các con. Đâu đáng lắm. Ngon ơi là ngon, nhưng mà ăn cũng được. Đá quỷ. Đây, đây quẹo vô chùa Một Cột. Đây là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là Bảo tàng Việt Nam nè. Rồi, 2, 3. Ông Tý nhảy sao? Ông Tý nhảy sao Thanh? Ông Tý nhảy sao?
Còn kiểu nào nữa, còn kiểu nào nữa? Có đi được không? Rồi, một phần gì là nhiêu vậy? Vậy một phần gì là nhiêu? Một phần gì là nhiêu tiền? Rẻ quá nha. Chị bán cái này được bao nhiêu năm rồi? Em bán được 25 nhưng là nghề nhà em lâu rồi. Tôi cho nó một quá rồi không có bỏ hành phi. Cái này là kiêu xôi gì chị? Xôi bắp. Xôi gà, xôi con. Xôi đổ xanh. Xôi đổ xanh. Ăn xôi đổ xanh không? Chị làm à, chị làm giống như năm họ năm bịch nhưng mà nhiều loại để cho ăn cho biết. Không có hành phi ngay. Nó cái gì đó? Hai dâm bông. Đậu á, đậu có đậu phụng không? Giờ đậu này thôi. À, còn. Không có đậu phụng rồi. Ăn thử cho biết. Không có đường không à? Ở đây. Bây giờ cho xíu dâm bông đi. Đây là cái gì? Ô, bỏ cái trứng đi, bỏ cái trứng đi. Ô, bỏ cái trứng đi chị. Trời, ấy thì tính tiền thêm chị. Ô, trứng ngon quá. Ăn được rồi là bác chưa được rồi. Thì có hộp không? Có hộp cho em đi. Em lên cái trứng nữa. Chúng ta đang đi tham quan cửa Bắc. Đây. Đây, cổng thành nha mọi người. Nhà Nguyễn Chi Phương. Đây. Cái nhà ơi đi Hà Nội lạnh quá, em phải chụp cái mọi người. Thôi lên. Đây là hàm cá mập. Lạnh rồi, lạnh cũng sao đâu. Là xuất phát nha. Thôi lột ra đi. Dạ. Lột ra đi con, thấy nó rồi. Lột ra đi lên, lột khẩu trang ra đi lên. Phiền ưu tư sẽ tan biến và nỗi đau phận người. Ồ, cái này là ngày xưa cái đó ngày xưa đó cũng như là độc lập đó lên đó cắm cờ đó xưa rồi đấy. Đẹp ha, buổi tối đẹp ha. Mấy đứa tay chị chợ không có đang đi chị tay khác
gái em.